thì các bạn xem cái YouTube của mình, các bạn phải cố gắng rèn luyện, tôi luyện cái năng lực đầu tư của mình. Ngoài những cái siêu cổ phiếu này, phương pháp đầu cơ này, phương pháp đầu tư, bộ tiêu chuẩn tiêu chí, quy tắc đầu tư, phân tích diễn biến giá và thị trường thông qua sự kiện trọng yếu, dòng tiền. Thời kỳ mà thị trường con gấu downtrend, uptrend, thời kỳ đại sóng trên thị trường, các bạn phải phát triển năng lực như thế. Ví dụ như có bốn cái loại cổ phiếu chủ chốt là những cái siêu cổ phiếu ở trên thị trường, các bạn phải thật am hiểu những cái siêu cổ phiếu đó. Ví dụ như các bạn đọc một cuốn sách về đầu tư mà nó tiếng Anh chẳng hạn, thì những cái mô hình cổ phiếu nó đều là nước ngoài hết, mặc dù nó không có sai nhưng mà đều nước ngoài hết. Thì trong sách tầm soát cổ phiếu đó, nó có rất nhiều phân tích, rất nhiều, phải 40-50 cái cổ phiếu gì đó đó, mà nó thuộc loại những cổ phiếu tăng giá siêu hạng trên thị trường. Và những cái cổ phiếu đó được phân tích rất là kỹ. Thì năng lực ấy, nó phải thông qua những cái case ra đi trong quá khứ. Và khi mình nghiên cứu những cái tham số đó, thì mình hiểu được, mình đặt mình trong cái vị trí đó, thì mình cảm thụ được cái bước tăng giá lớn của nó trong đó. Thì sau đó chúng ta nghiên cứu rất nhiều những cái case ra đi ở trong quá khứ, những case ra đi hiện tại, hiện tại. Và sau này các bạn trải qua vài trường hợp như thế, các bạn sẽ trở thành nên một cái kỹ năng, một cái kỹ năng đầu tư. Sau những cái kỹ năng đó thì các bạn sẽ trở thành sở trường. Xong rồi cái năng lực đầu tư kiếm tiền đầy đủ rồi, các bạn cứ phát triển. Nên giống như thị trường bây giờ các bạn thấy đó, cái cổ phiếu mà thật sự đáng đầu tư, đáng đầu tư, nó không có nhiều đâu. Nó thậm chí nó rất là ít. Còn thị trường bây giờ người ta tập trung vào đánh bạc thôi. Những cổ phiếu đó có dòng tiền cao, nhưng mà nó lên nó ảo, không có cái gì giữ được ảo. Nó lên rồi nó ít bữa nó cũng sụp đổ lại, chắc chắn sụp đổ. Thì khi nào không biết. Bởi vậy ấy, đầu cơ đánh bạc phải có phương pháp, phải có phương pháp. Đừng có để mình trở thành con gà trên thớt. Bây giờ tôi nói là cái thị trường chứng khoán Việt Nam, thì những cái doanh nghiệp mà tham gia mua bán đã làm doanh nghiệp, người ta lo làm ăn. Còn cổ phiếu để cổ đông tự mua bán nhau, nhiều doanh nghiệp cậy vào đó kiếm tiền thông qua cổ đông, gọi là hút máu. Mấy cái trò mà phát hành rồi tiêu xạo nữa. Thật ra giá cổ phiếu cao, họ bán ra họ mua phát hành chứ. Thế cuối cùng cổ đông trăm đường thiệt, OBS suy giảm, khả năng hoàn vốn suy giảm. Đây là cổ đông thiệt hại rất lớn.